Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Ở tập trước, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi phương án phòng ngự, thì Tần Trần và Cơ Như Nguyệt mới đi vào tầng thứ bảy. Vừa đặt chân vào tầng này, không thấy có kiếm ý bao phủ, cũng không có chút nguy hiểm nào, làm Tần Trần có chút sững sờ nói, đây là tầng thứ bảy sao. Mà Cơ Như Nguyệt đứng cạnh nghe thế thì quay sang chất vấn, đây chính là cái mà Nguy bảo là nguy hiểm mà. Lời nói vừa dứt thì cả hai người liền đảo mắt quanh tầng này một lượt, khi phát hiện ở đây có một đạo thân ảnh đứng quay lưng về phía này làm cho cơ như nguyệt có chút câu mày, rồi nàng cao giọng hỏi, các hạ là ai, cư nhiên lại có thể tiến vào tầng thứ bảy này trước chúng ta. Sau một hồi, không thấy người kia trả lời, mà thân thể cũng không nhúc nhích tí nào, làm cho vẻ mặt tầng trần liền trở nên ngưng trọng, rồi hắn đột nhiên lên tiếng nói, ta thấy người này không phải là kiếm khách cùng chúng ta tiến vào yêu kiếm truyền thừa. Nghe tầng trần nói vậy làm cơ như nguyệt cũng có chút thất kinh, rồi hai người chậm rãi đi lên phía trước, tiến lại gần tên võ giả kia ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy cùng với trên thân người này không còn chút khí tức nào, làm cho Tần Trần và Cơ Như Nguyệt đều hít vào một hơi khí lạnh, rồi cả hai đều thất thanh nói, người này đã chết rồi sao? Thế nhưng sau một hồi quan sát tỉ mỉ thân ảnh trước mặt lại làm cho Tần Trần và Cơ Như Nguyệt càng thêm kinh sợ, khi thấy trên mặt tên võ giả này hiện ra vẻ kinh hỉ giống như nhìn thế bảo bối gì vậy, nhưng mà trong ánh mắt hắn lại tràn ngập kinh hãi. Mà kỳ lạ hơn là trên thân người này không có một chút vết thương nào, ngay cả đến những trữ vật và vũ khí cũng không thấy đâu cả. Lúc này trong lòng Tần Trần liền xuất hiện một chút bất an, và khi đảo mắt nhìn qua không gian có chút u tối nơi đây thì cảm giác bất an đó lại càng thêm mãnh liệt. Rồi ngay lập tức Tần Trần liền quay sang cơ như Nguyệt vội vàng nói, tầng này quá quỷ dị, ta cảm thấy chúng ta nên lui về thì hơn. Về phía cơ như Nguyệt, cảm nhận được không khí quá dị ở đây làm cho tâm thần nàng có chút bất định, nên khi nghe Tần Trần nói vậy thì nàng liền đồng ý ngay. Thế là hai người liền quay đầu lại để chuẩn bị theo đường cũ trở về, nhưng mà vừa quay đầu lại liền khiến cho sắc mặt của Tần Trần và cơ như Nguyệt tràn ngập kinh hãi theo đó là giọng nói hoảng sợ của Cơ Như Nguyệt vang lên, thông đạo đi từ tầng 6 lên đây biến mất đâu rồi. Ngay khi lời nói vừa dứt, Tần Trần đột nhiên cảm nhận được một cổ sát cơ mãnh liệt hướng mình đánh tới, khiến lông tóc trên người hắn dựng đứng cả lên. Không chút suy nghĩ, Tần Trần liền tế xuất ra Trấn Ma Đỉnh, và ngay khi vừa xuất hiện, thì Trấn Ma Đỉnh lập tức quay xung quanh Tần Trần và Cơ Như Nguyệt, tạo thành tầng đạo định ảnh bao lấy hai người vào trong. Thấy Tần Trần đột nhiên làm ra hành động như vậy, làm cho Cơ Như Nguyệt sững người. Ngay khi định hỏi Tần Trần đang làm cái trò gì thì một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên xuất hiện, đem hai người bao vào bên trong. Dưới uy áp của cổ kiếm ý kinh khủng này, cơ như Nguyệt liền cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình nhộn nhạo hẳn lên. Mà Tần Trần do duy trì Trấn Ma đỉnh để chống đỡ, nên dưới uy áp khủng bố của kiếm ý kia, làm cho hắn trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, rồi liền phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng dưới kiếm ý kinh khủng đó, thì Trấn Ma đỉnh không thể nào ngăn cản hết được, và một số kiếm ý lọt được vào trong liền hướng Tần Trần đánh tới, làm cho chốc lát trên người hắn đã xuất hiện chi chít mấy chục vết kiếm ngay sau đó Tần trần liền thi triển ra kiếm chi vực giới rồi kết hợp với trấn ma định mới có thể miễn cưỡng ngăn cản kiếm ý nơi đây thế nhưng dưới sát cơ kiếm ý bao phủ thì kiếm chi vực giới của Tần trần đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy bắt đầu tan rã tùy thời đều có thể sụp đổ quay sang bên cạnh thấy cơ như nguyệt vẫn còn đang hoảng sợ nhìn kiếm ý bao phủ trong tầng này khiến hắn tức giận gầm lên quát ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì còn không mau thi triển ra kiếm chi vực giới ta sắp không kiên trì được nữa rồi nghe được thanh âm của Tần trần Cơ Như Nguyệt mới bừng tỉnh trở lại, rồi nàng lập tức thi triển ra kiếm chi vực giới của bản thân đem hai người bao phủ vào bên trong. Ngay khi kiếm chi vực giới của Cơ Như Nguyệt vừa hình thành, thì kiếm chi vực giới của Tần Trần liền bị cổ kiếm ý bên ngoài kia trấn cho vỡ nát. Qua mấy cái hô hấp, Cơ Như Nguyệt lập tức cảm thấy kiếm chi vực giới của mình sắp không chịu nổi nữa, thế là nàng liền quay sang Tần Trần vội vàng hỏi: "Chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ?" Tần Trần nghe vậy thì thần sắc trở nên ngưng trọng nói: "Hiện tại chúng ta chỉ có thể kiên trì ở đây, đợi đến khi yêu kiếm truyền thừa kết thúc." rồi cùng nhau truyền tống ra ngoài thôi. Ngươi bây giờ cố gắng kiên trì thêm một lúc nữa, để ta tranh thủ thời gian bố trí một cái trận pháp. Dứt lời, Tần Trần liền lấy ra một đống trận kỳ trong giới chỉ của mình, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp. Ở một bên nhìn Tần Trần bày trận làm cơ như nguyệt càng trở nên kinh hãi, nàng không ngờ được Tần Trần lại còn là một gã trận pháp sư, mà nhìn trận pháp hiện tại hắn bố trí, nàng có thể lờ mờ đoán được đây là một cái bát cấp trận pháp, đồng nghĩa với việc Tần Trần chí ít cũng đã là bát giai hoàng cấp trận pháp sư rồi trong lúc cơ như nguyệt còn đang kinh ngạc thì một tiếng ba đột nhiên vang lên chỉ thấy kiếm chi vực giới của cơ như nguyệt đã bị kiếm ý bên ngoài trấn nát Tần trần thấy vậy thì ngay lập tức thi triển ra kiếm chi vực giới của bản thân để thay thế vào rồi sau đó nhìn cơ như nguyệt trầm giọng nói ngươi lập tức nghỉ ngơi đi một khi kiếm chi vực giới của ta không kiên trì được thì ngươi phải lập tức thay thế vào nếu không chúng ta chắc chắn sẽ chết dưới kiếm ý ở đây với lại ngươi vừa nghỉ ngơi vừa đem trận kỳ cắm vào vị trí mà ta đánh dấu đi nói xong tần trần liền ném cho cơ như nguyệt một đống trận kỳ cầm đống trận kỳ trong tay cơ như nguyệt cũng không nói gì nàng liền tranh thủ thời gian hồi phục đồng thời trong lúc đó cũng đem trận kỳ này cắm vào vị trí mà tầng trần đánh dấu thời gian dần trôi hai người cứ như thế thay phiên nhau bố trí trận pháp cùng với thi triển ra kiếm chi vực giới để chống lại kiếm ý nơi đây nửa canh giờ trôi qua lúc này kiếm chi vực giới mà hai người thi triển ra đã có thể kiên trì mấy chục cái hô hấp mới bị kiếm ý nơi đây trấn vỡ thế nhưng điều đó cũng không làm cho hai người vui mừng hơn chút nào bởi vì liên tục thi triển ra kiếm chi vượt giới đã làm cho tinh thần hai người cực kỳ uể oải nếu cứ tiếp tục kéo dài như này thì chắc chắn phải chết là không thể nghi ngờ rồi nửa canh giờ nữa lại trôi qua lúc này trận kỳ trong tay tần trần đã dùng hết mà trận pháp thì vẫn chưa bố trí xong điều này làm sắc mặt tần trần trở nên ngưng trọng hẳn lại rồi hắn quay sang hỏi cơ như nguyệt xem có tài liệu luyện chế trận kỳ không cơ như nguyệt nghe thế thì lập tức lấy từ trong giới chỉ ra một đống tài liệu rồi ném ra trước mặt tần trần nhìn đống tài liệu phẩm cấp đều từ bát giai trở lên ở trước mặt làm tần trần trong lòng đại hỷ vì với đống tài liệu này thì tỷ lệ bố trí thành công bát cấp trận pháp sẽ được nâng lên rất nhiều đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nha nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nhé